Dạ em xin kính chào quý anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị 12 nền đất F0 nha quý anh chị. Mỗi nền là ngang 5m, dài từ 22m đến 29-30m nha quý anh chị. Mỗi nền có 100m2 đất thổ cư. Và đường này là đường tỉnh đoàn của ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nha quý anh chị. Ở đây thì đường điện trước đất, wifi đầy đủ luôn, kéo tới chỗ luôn, có ánh sáng quang luôn nha quý chị, có đèn đường luôn ha. Thì khu vực này là 12 nền, tính từ ngay chỗ chiếc xe em đang đậu nè. Đây, nền này là cái nền nhỏ nè ha, ngang 5m và từ cái cọc này nè quý anh chị, sâu vô là 20, sâu vô là 22m nha quý anh chị, 22m ra phía sau đây luôn, đất nền cao ráo, bằng phẳng ha. Phía sau mình là ruộng lúa của giáp ranh với người dân. À, có cọc ranh giới rõ ràng từng nền hết rồi quý anh chị. Mỗi nền có 100m2 đất thổ cư và sổ sẵn công chứng liền. Giá bán cho mỗi nền là từ 310 triệu đến 370 triệu nha quý chị. 310 triệu đến 370 triệu. Nền cao ráo, gần bằng với đường nhựa luôn quý chị. Đất nền gia chủ đã đổ nền thật là cao. Nền này mới đổ, còn nhựa này là mới nâng cấp lên nè quý chị. Đó, thì cái nền đầu tiên là 310 triệu, ba nền đầu tiên là 310 triệu. Ba nền tiếp theo là 330 triệu nha quý anh chị. Ba nền tiếp theo là 330 triệu. Ba nền tiếp theo nữa là 350 triệu và ba nền cuối ngay chỗ đám cỏ cây cột điện này nè. Ba nền cuối này thì 370 triệu nha. Mỗi nền ngang 5 dài 30 là nền này. Ngang 5 dài 30 ha. Thì nhích chút xíu thì khoảng 28-29 nền thứ hai. Thì kích thước nó có xê xích chút xíu nha quý anh chị. Đó, từ vị trí này quý anh chị mình chạy thẳng ra một đoạn khoảng 100m thì quý anh chị rẽ tay phải, mình về chợ Bình Phú, Ủy ban nhân xã Bình Phú, trường học cấp 1, cấp 2, trạm y tế thì 2 cây số nha quý anh chị. Còn quý anh chị mình ra quốc lộ 50 là 6 km. Về trung tâm của Gò Công Tây thì tầm 7 km. Ở đó có chợ Vĩnh Bình, nhà văn hóa đa năng của huyện Gò Công Tây, cũng như là bến xe Gò Công Tây, rồi các cơ quan hành chính ở đó ha. Từ đây mình ra đường huyện lộ 13, chỗ đó có công ty giày New Su luôn nha quý anh chị, thu hút cũng rất là đông công nhân. Đó, ở đây mình đi ra hướng này là mình đi chợ nè, đi học, có con em đi học rồi luôn, đi các cơ quan hành chính nhà nước đi làm là hướng này. Còn hướng ngược lại, quý anh chị vào cái địa phận của xã Bình Phú cũng được, và về Bình Xuân của thành phố Gò Công, mình rẽ tay chết về rẽ tay phải thì mình về trung tâm của mình, về thành phố Gò Công ngay chỗ cầu Mỹ Lợi quý anh chị, hướng về cầu Mỹ Lợi về Long An vẫn được ha. Còn quý anh chị mình về tay trái thì mình quay về Đồng Sơn, ở đó cũng có ngân hàng Agribank luôn quý anh chị. Ở đây một trong những xã có ngân hàng Agribank là xã Đồng Sơn đó, gần nhất. Nền cao ráo sạch sẽ, quay về hướng đông, đất quay về hướng đông lệch nam một tí đó. Rất là nhiều giá cho quý anh chị lựa chọn nha. Từ vị trí này quý anh chị về thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 1 giờ rưỡi đến 2 giờ xe là mình tới. Đất này mặt tiền thì cũng có nhà cửa nè quý chị, hai bên luôn, đồng ruộng, gió thoáng mát, không khí trong lành, thích hợp quý anh chị ở định cư, ra riêng cho con đầu tư đều được hết ha. Đường này nhựa em đang đi là còn rất giò, mới mở luôn, đường tỉnh đoàn đó quý anh chị thấy ha. Đất sạch sẽ không màu mã, khu dân cư hiện hữu. Và phía ngoài đây khoảng
100m thì có một cái ngã tư, rẽ trái quý anh chị về trung tâm của xã Đồng Thạnh, gọi là đường Hội Đồng 3. Rất là gần luôn, hai đường đều quay về trung tâm của xã Bình Phú và xã Đồng Thạnh đó. Hai xã này gần nhau. Rồi, quý anh chị mình quan tâm thì vui lòng kết bạn với em qua số điện thoại 0973 267 524. Em sẽ gửi thông tin sổ sách thêm cho quý anh chị tham khảo, cũng như là ghim định vị cho quý anh chị hình dung cái khoảng cách giữa vị trí đất với nhà của quý anh chị ha. Đến đây em xin kết thúc nội dung video và hẹn quý anh chị mình ở những video tiếp theo của kênh nha.